Nói chung là leo bắt đầu những anh em chuẩn bị ngày mới đi lặn nha. Nói chung hôm nay thuyền làm nhiều không cả nhà? Đây cả nhà nhìn xem này, trong này toàn là thuyền lặn không. Hôm nay thuyền em lặn xà lông tiếp nha. Đó, những anh em đang chuẩn bị làm này, sửa soạn vợt em đấy. Đây, nói chung là có một anh nhảy giò cả nhà, nhảy xuống giò coi thử có hải sản hay không, nếu không có thì sẽ di chuyển neo đi nha. Còn mà có giò á thì nhớ anh em để neo như thế này luôn cô chú anh chị à, và bắt đầu nhảy luôn. Đây, cáo neo đi này cả nhà nè. Có một anh thợ lặn nhảy xuống giò rồi. Anh thợ lặn đang đi bao tay. Đây, anh áo xanh này. Bây giờ anh mắc cỡ. Anh áo xanh mắc cỡ. Rồi cả nhà, thì em thì cũng đã giật dây rồi, bắt đầu những anh em sẽ nhảy xuống đi bội thu nha. Phía trước của em thì một anh thợ lặn, còn đây là trên thuyền này cả nhà này. Đây, càng ngày thì sẽ càng xuống nha. Đó, cả nhà nhìn xem nha. Rồi, hình như là em cũng đã đáp đáy rồi. Rồi, để em đi kiếm những con hải sản ghi hình lại cho cả nhà mình xem nha. Đây, em phát hiện được một con này. Hai con. Đây, một con nữa này. Đó. Cả nhà, nước mà trong á thì những con sò lông á của chú anh chị nó sẽ hạ mánh nha. Mình lấy nó nhanh hơn. Còn nước mà lừa á, những con sò lông á nó lúc xuống dưới cát lại cả nhà, nên lấy chậm một chút, buổi sáng nào cũng nổi này cả nhà. Đó, bắt đầu thì em sẽ đi bóc những từng con sò nha, từng con hải sản lên. Một con nghêu lụa đỏ này, đây thêm một con nữa này cả nhà này, hai con luôn. Cái con nghêu lụa đỏ cả nhà thì nó sẽ có hai cái lỗ nha, nên mình nhìn đó mình dễ biết. Còn con sò lông á cả nhà, sò lông thì nó không có nằm lỗ nha, nhưng nó lòi lên một chút, nhìn cũng dễ thấy lắm. Không biết em đang quạt cái gì nữa đây. Ồ, hình như không có gì cả nhà. Đây, một con nghêu lụa đỏ. Ồ, nó có cái lỗ như thế này này cả nhà này, là những con nghêu lụa đỏ này. Đây là cả nhà, đó, cái hai cái lỗ đó là chỉ có con nghêu lụa đỏ thôi. Nghêu lụa đỏ cả nhà, nghêu lụa đỏ thì giá trị của nó sẽ cao hơn con sò lông nha. Vừa đem được một con to này, to như thế này thì hình như là 50k một cân. Còn sò lông thì thất thường của chú anh chị à. Sò lông thì trời êm á, thì giá thương lái mua sẽ hạ nha. Còn trời thổi ấy, thì giá sẽ lên vài ngàn. Đây, ui, bốc cá bụng luôn nè. Đây, ở trên thuyền nhấp cả nhà, nhấp coi thử có hải sản hay không. Nhưng ở dưới này có hải sản em sẽ nhấp lại.
Rồi để em tranh thủ lấy cùng những anh em nha, để cho kiếm đầy bội thu nha cả nhà. Anh thợ lặn nè cả nhà nè, đó cả nhà nhìn có hai cái tay của ảnh kìa, cũng như tay của em làm luôn. Tại vì hải sản ở mấy cái điểm này á cô chú anh chị, sò này mới sanh lớn lên rồi, nói chung nó cũng được khoảng tầm 4 tháng á cả nhà, nó mới lớn đến cỡ này nha. Đó cứ tranh thủ làm thôi cả nhà, nguyên một đống luôn nè. À cả nhà nhìn xem con hải quỳ nè, ồ màu sắc nó cực kỳ là đẹp luôn. Những con hải quỳ như thế này á cả nhà, nó còn nhỏ nha, nếu mà nó lớn á có những con cá nó sẽ lậu lợi tới nha, còn nó còn nhỏ nên chưa có cá về ở nha cả nhà. Rồi, cứ em cứ tranh thủ làm thôi để kiếm đầy bội thu cùng những anh em. Chứ nhiều khi mà em không em làm chậm á cả nhà thì em sẽ thua những mấy ảnh cực kỳ là nhiều luôn nha. Tự nhiên một con sò dương nó nổi ở trên mặt luôn cả nhà à. Ồ, quá đã, con này cũng được 20-30k gì đấy cả nhà. Em có gặp một cả nhà, cái đứa của anh thợ lặn đây nè, đây cả nhà, em nó mới tập lặn thôi cô chú anh chị à, chắc là còn nhỏ nha. Biểu em nó lấy móc thì em nó không chịu cả nhà, em nó chỉ bóc bằng tay thôi. Bóc bằng tay thì nó sẽ rất là đau tay nha cả nhà, lấy bằng móc á thì nó đỡ hơn. Em nó mới vừa tập luôn nên cũng chưa có kinh nghiệm nhiều cả nhà, tại vì mùa này á ở chỗ em á thì nước cực kỳ là trong luôn cả nhà, tại vì do trời thổi á nên nước chưa được trong nha, chứ thường thường mà êm á thì nước trong lắm. Nên mấy em mà mới tập lặn á, thì sẽ lặn vào tháng này nha cô chú anh chị, họ là gia Tết, gọi là gia ngày á cả nhà. Mấy em nó sẽ bắt đầu xin những con thuyền tập lặn nha. Đó cũng là một cái nghề cuộc sống mưu sinh của chú anh chị à, tại vì mấy em nó không đi làm bờ á thì sẽ không có công việc để làm, và bắt đầu đi biển thì chủ yếu là những em nào mà dạng á cả nhà thì mấy em nó sẽ bắt đầu xuống tập lặn, còn những anh em nào mà sợ không dám lặn á thưa quý anh chị thì sẽ không dám đi lặn nha. Đó cũng là một cái quy trình của người biển á cô chú anh chị, là cuộc sống của những mấy đứa em nhỏ nhỏ cũng như hồi trước của em vậy cô chú anh chị à. Em cũng tập lặn á thì em
lựa những mùa như thế này nè cô chú anh chị, bắt đầu sẽ tập lặn nha. Rồi lặn cho tới năm kia năm nọ luôn, rồi nó sẽ thành công. Đó, em nó cứ đi theo em kìa cô chú anh chị kìa. Tại vì em nó muốn tìm hiểu cái cách mà bắt hải sản á, những anh thợ lặn mà bắt hải sản á cả nhà. Em nó sẽ nhìn coi thử để biết cách lấy nha. Đó, em cứ lấy buộc chỉ em nó luôn. Nếu mà em nó hiểu ra rồi cả nhà thì em nó sẽ lấy được nha, còn em nó không hiểu thì lấy nó hơi chậm hơn. Đây cả nhà nhìn xem nè, tự nhiên nó đổi cái màu nè. Em không hiểu vì sao cái cam mà nó đổi màu nè. Đó, em cứ đi kiếm những con sò lông để lấy thôi. Chủ yếu là đi bắt những con nghêu lụa đỏ nữa cả nhà. Nghêu lụa đỏ cái giá trị của nó sẽ cao hơn con sò lông nha. Nghêu lụa đỏ nhỏ 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 đó cả nhà thì chủ yếu người ta sẽ đi hấp xả. Ô, em cũng gần đầy vuột rồi này cả nhà này. Rồi, em sẽ mang về nha, mang về để tớm kiếm vuột khác ra lấy cho nhanh đó cả nhà. Ô, một sợi dây đá đây nè cả nhà, mới tập làm á, cái sợi dây tim đây kiếm cực kỳ là khó kiếm luôn. Ở trên thuyền người ta bỏ xuống nha, để cho mình chạy về. Chạy về cả nhà, bắt đầu mình sẽ kiếm như thế này nè và tóm vợt lấy vợt hết ra. Thật sự mà nói thì những anh em mới tập làm á, kiếm cái này nè cô chú anh chị cực kỳ là khó luôn. Chỉ có những anh mà sành sỏi rồi á, người ta kiếm cực kỳ là nhanh. Đây viên một vợt kìa đó cả nhà, em chỉ lấy được nhiêu đó thôi chứ lấy nhiều nữa thì không được cả nhà. Lấy đầy á, có anh thì lấy một vòng cứng tròn luôn như trái banh nữa cả nhà, còn em thì lấy xương xương thôi. Em sẽ về lấy vòng khác ra. Rồi, bắt đầu em sẽ đi kiếm tiếp này. Sò lông này nó có chỗ cô chú anh chị à, nó có chỗ có rất là nhiều luôn, còn có chỗ thì ít lắm. Phải chạy nha, di chuyển đi từng từng kiếm. Thank you.
Cả nhà nhìn anh thợ lặn này, đó, những đi bắt sò, những con sò lông nha cả nhà. Ở dưới nước thì những anh em đó cách di chuyển đó cả nhà, di chuyển hai cái chân đó người ta sẽ đi chậm chậm, còn cái tay á thì người ta sẽ đào đào như thế á cô chú anh chị à, để kiếm những con hải sản nha. Tôi hình như anh bắt được một con gì bỏ giật viên này cô chú anh chị này, giật viên là em nghĩ thì anh chào kìa, em nghĩ là những con nghêu hai còi á cả nhà, nghêu hai còi mà bỏ trong cái quạt sò á thì nó sẽ bở nha, người ta sẽ bỏ một cái quạt viên để cho nó khỏi bị vỡ cả nhà. Để em đi tìm hải sản này. Ô, hình như em có phát hiện được một con sò tu hài hay sao này cả nhà này. Cái tay của em quạt cái cát bụi lên này, hình như là đúng luôn. Khá là bụi luôn, biết phải hay không đây. Ồ, đúng luôn cả nhà này, em bắt được một con sò tu hài to này. Một con sò tu hài như thế này cô chú anh chị cũng được vài chục ca nha, giá hiện tại thì chỉ 200 mấy gì đó cả nhà. Hải sản ở chỗ em á chỉ có con nghêu hai còi là giá trị cao nhất thôi cả nhà, còn lại như sò dương này, tu hài này dễ hơn con nghêu hai còi luôn nha, ở chỗ em hay gọi là nghêu đá. Mình nào đi lặn như thế này á cô chú anh chị, đi lặn sò lông này á, những con sò dương này, ngao hai còi này, tu hài này thì chủ thuyền á người ta sẽ cho mình bỏ giật viên nha, là được gọi là dơm mũ á cô chú anh chị. Thì mình đem vào bờ á, mình bán bao nhiêu á thì mình sẽ lấy bao nhiêu. Còn thuyền căn chủ yếu là sò lông với nghêu lụa đỏ luôn cả nhà, nghêu lụa đỏ mà như là nhiều quá 5-7 kg người ta cũng cho mình luôn nha, còn như 10 mấy kg trở lên người ta sẽ căng. Cả nhà mình thấy cái tay của em không, là đi một ngày như vậy thật sự mà nói cũng rất là mỏi nha cả nhà, nhưng mà nhiều mình làm thét á nó cũng quen đó. Một lần em lấy thì sẽ kiếm chỗ nào nhiều nhiều á cô chú anh chị, và mình móc xuống thì nó nhanh hơn. Nó năm ba con. Ô, em được một con nghêu hai còi nữa kìa, cứ tranh thủ làm thôi cả nhà, chứ không biết làm gì hơn. Sò lông này á cô chú anh chị, mà mình mà mua về á, mình luộc á, mình ăn với rau dăm cũng rất là ngon nha. Em thì cũng rất là thích ăn những con sò lông luộc như thế này nè. Mình luộc da viên một son, cả nhà mình đổ da, bắt đầu mình lặt da mình ăn với miếu tiêu và rau dăm, ăn đã lắm. Rồi em cũng lấy được nhiêu đây rồi này cả nhà này, cũng gần đầy vợt rồi. Đầu em sẽ
tranh thủ nha, tranh thủ làm ít nữa mang về. Cái chỗ nào mà có hải sản cả nhà thì tranh thủ làm, còn chỗ nào không có thì em sẽ tranh thủ mang về. Để em mang về nha, mang về lấy cái quạt khác ra bắt cho nó nhanh nha cả nhà. Đây 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 rồi, đây rồi cả nhà nè, em kiếm được một cái sợi gì đã bỏ cái quạt xuống rồi nè. Cứ mỗi ngày làm như thế này luôn cô chú anh chị à, ở mỗi lần đầy á là sẽ về lấy cái quạt khác ra. Đây, cái sợi dây giấu của em này em sẽ tóm, mình tóm cái sợi dây giấu như thế này cô chú anh chị để cho trên thuyền biết là dây nào về nha, và để biết cái vật sò đó là của ai luôn cả nhà, rất là hiệu nghiệm luôn. Em không nghĩ ra được luôn mà thời trước người ta đã nghĩ ra như thế này rồi đó. Bắt đầu cạo lên và đổ vô bao, mỗi dấu của ai á cả nhà thì sẽ đổ vào dấu của người đó. Mà ra lại bắt đầu kiếm thêm nha. Đó, cả nhà thấy không? Em cũng nói thật sự mà nói thì chủ yếu là đi làm những con nghêu lụa đỏ nhiều càng nào sẽ tốt càng mấy nha cả nhà. Tại vì giá trị của nó cao hơn cái con sò lông. Đưa ra lại và lấy thôi, như thế này nè cô chú anh chị nè, hốt cho nó nhanh đó. Đưa hốt qua 5-7 con bỏ vào cái chỗ là có nhiều mình sẽ hốt nhiều, chỗ nào ít á mình sẽ bóc từng con. À, em gặp được một con cá ngừ nhỏ nè cô chú anh chị nè, cá ngừ Barbie nè. Cá ngừ hiện tại bây giờ giá trị cao lắm nha cả nhà. Em ghi hình lại cho cả nhà mình xem thôi, chứ con này nhỏ lắm, em sẽ không bắt nha. À, em được một con điệp bay nhỏ này cả nhà này, điệp bay cỡ đó mà đã 15 có khi 35k một cân luôn á cả nhà. Còn không biết chị em này có giá hay không nữa, chứ thường thường trời gió thì giá cao lắm. Thank you.
Đây cả nhà này, lấy quay thì cũng lấy được như này rồi. Rồi em sẽ mang về tiếp nha. Đó là quy trình view một ngày luôn có chú anh chị à. Cứ hở mỗi lần mình cảm thấy được rồi á, mình sẽ mang về. Đây em có da ni này của chú anh chị này, ba vườn rồi. Giờ này thì cũng gần tới giờ chạy rồi của chú anh chị à. Em mang lên nghỉ một chút nha. Rồi chạy xuống lại làm một ca nữa chạy, tại vì thiền em chạy sớm lắm cô chú anh chị à, chạy tới 11 giờ mấy rồi, giờ chuyển dẫn những anh em lên luôn tầm 12 giờ thôi, là lúc đó chạy vào sớm. Ở quê em nó có hay một cái như thế này cô chú anh chị nè, ở thiền của ai mà chạy vào sớm thì bán giá hải sản nó sẽ lên 1-2 ngàn nha, gọi là 500. Thì ai mà chạy vào trễ á thì giá nó sẽ hạ lại. Ô giờ đây mà nước mờ này của chú anh chị này, thấy không, nước mờ câm luôn. Rồi em sẽ tranh thủ lên sửa soạn lại này cả nhà này, thơm vấu thơm dấu. Em làm một ca thôi cô chú anh chị à, em làm một ngày ba vợt. Bắt đầu em sẽ bỏ cam lên trên nha, nhảy xuống lại lấy cỡ tầm một vợt nữa thôi là lên chạy luôn. Đó em đang sửa soạn lại này. Rồi em cũng mời cả nhà mình lên coi xem thành quả của những anh em luôn nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video của em đến đây nha.
Thì em hôm nay đi 8 thành viên lặn. Đây cả nhà này, nói chung toàn là một mặt sò lông thôi. Đây ở dưới đây nữa này cả nhà này. Nói chung mỗi người một bao mấy. Có người gần 2 bao nha cả nhà. Đây nè, có người gần 2 bao này. Đây cả nhà thấy không? Đó. Nói chung hôm nay em lặn một bao lại một mớ này thôi cả nhà. Có mấy anh em lặn cũng một bao mấy như thế này nữa nha. Có một anh thì gần 2 bao này. Đó cả nhà, dấu số xanh đây nè. Đó cả nhà, mỗi người một bao mấy. Sò lông hôm nay làm nước hơi trong cả nhà. Chỉ có giờ chưa nước hơi mờ. Đây nói chung mấy đứa em nó nhỏ nhỏ hết mùa này là lặn hết rồi cả nhà. Đây em nó mới tập lặn nè. Hết mùa là mấy em nó sẽ bắt đầu lặn nha. Thì em hôm nay làm nói chung cũng kiếm người ít chăm cả nhà. Đây cả nhà này. Đó em nó lựa da này. Lựa da nghe em. Đó. Nói chung cả nhà thì lặn những con sò lông này thôi. Nó giòn giòn cỡ này à cả nhà. À, mọi người thì nói chung một bao như thế này á cả nhà, một bao như thế này cỡ tầm từ 70 kg. 70 hoặc 70 mấy kg cả nhà. Nói chung nhiều của em như đây cỡ tầm một tạ lẻ cỡ một tạ lẻ mấy ký họ là chục ký á cả nhà. Anh tí. Đó. Giờ này gió xuống này cả nhà này. Thuyền chạy. Đây cả nhà nhìn xem. Đó. Rồi bye cả nhà nhé. Hẹn cả nhà vào video sau. Bye cả nhà. Giờ này mới ăn cơm này cả nhà này. Nói chung thuyền em chạy sớm lắm. Chạy cả tầm 12 giờ thôi cả nhà. Chạy hồi nãy giờ rồi. 12 giờ 11 giờ mấy rồi à.